Trước tình trạng người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, để chủ động phòng chống dịch và đón người dân từ các tỉnh thành khác về, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có văn bản khẩn gửi Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các Ủy ban Nhân dân quận huyện phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung để sẵn sàng đón người lao động tự phát về quê. Cụ thể, Cần Thơ đã kích hoạt 35 khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 6.000 giường. Hiện các địa phương ở Cần Thơ đã kích hoạt lại nhiều điểm cách ly tập trung ở các trường học để đáp ứng lượng người dân trở về quê phải cách ly tập trung. Tính đến chiều ngày 4 tháng 10, Cần Thơ đã đón gần 2.000 người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về địa phương vào các khu cách ly tập trung.